Trả lời câu hỏi của báo chí về chất lượng nguồn nước, đại diện Sở Xây dựng khẳng định sự cố ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà đã được xử lý triệt để. Hiện thành phố đã cấp phép cho 11 dự án phát triển nguồn nước nhằm đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho người dân thủ đô. Liệu thành phố có cái phương án xây dựng một cái hệ thống cấp nước mạch vòng để các nhà máy nước có thể hỗ trợ cho nhau tránh tình trạng mà người dân phải xếp hàng dài chờ lấy nước từ các xe tét hay không trong thời gian tới? Quy hoạch chúng tôi cũng đã tính toán để đảm bảo là mạch vòng khép kín. Trong trường hợp mà có nhà máy sự cố thì chúng ta điều tiết các nguồn nước khác. Buổi họp báo cũng nóng lên với những câu hỏi về cách tính giá nước của nhà máy nước sạch sông Đuống. Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội lý giải, mức giá 10.246 đồng một mét khối được đưa ra trên cơ sở tính đúng, tính đủ các chi phí liên quan theo quy định của pháp luật. Bởi sông Đuống là nhà máy sản xuất nước sạch theo công nghệ mới, có thể uống tại vòi nên đòi hỏi quy mô đầu tư lớn hơn. Về chi phí quản lý doanh nghiệp thì được tạm tính 5%, thì cái mức 5% này cũng là cái mức thấp nhất so với các doanh nghiệp hiện nay, và lợi nhuận định mức thì được xác định là theo cái mức tối thiểu là 5%. Cái mức này thì cũng phải báo cáo với các anh chị là chỉ là cái mức tạm tính tối đa, còn đâu cái mức cụ thể thì được xác định sau khi mà nhà máy đã đi vào hoạt động và được quyết toán chính thức, thì lúc đấy các cái khoản chi phí sẽ được xác định một cách chính thức. Sở Tài chính cũng khẳng định hiện thành phố chưa trợ giá hay cấp bù một đồng ngân sách nào cho nhà máy nước sạch sông Đuống. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục phát triển nguồn nước nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, ước tính khoảng 2 triệu mét khối một ngày đêm của thành phố trong năm sau.